Thanh Giang mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Doctor Online đang được phát sóng trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và sẽ được phát lại trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2 ngày hôm nay. Thưa quý vị đang gặp phải những vấn đề về sức khỏe hoặc là đang lo lắng không biết là xử trí như thế nào với căn bệnh mà mình đang gặp phải. Vậy thì khi quý vị theo dõi chương trình Doctor Online thì quý vị sẽ giảm bớt những lo lắng này bởi vì chúng tôi có mời đến phim trường những chuyên gia, những bác sĩ hàng đầu để mà giúp cho quý vị chúng ta giải đáp những thắc mắc này quý vị nha. Và thưa quý vị thân mến, theo như thường lệ thì mỗi ngày chúng ta sẽ bàn về một chủ đề sức khỏe mà được nhiều quý vị khán giả quan tâm. Vậy thì chủ đề ngày hôm nay là gì? Thì đó chính là chủ đề thoái hóa khớp gối, những điều cần biết và phương pháp điều trị. Xin được cảm ơn viên xương khớp Khương Thảo Đan của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Minh đã đồng hành với chương trình. Và quý vị khán giả ơi, nếu như quý vị có những thắc mắc liên quan đến chủ đề ngày hôm nay, thì quý vị đừng ngần ngại gọi điện số hotline đang hiển thị trên màn hình để mà được giải đáp những thắc mắc quý vị nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với bác sĩ khách mời ngày hôm nay. Và Thanh Giang xin được giới thiệu cùng quý vị, thạc sĩ bác sĩ Lê Trung Nam, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đến để cùng trò chuyện cũng như tư vấn và chia sẻ đến cho nhân vật của chương trình cũng như những quý vị khán giả đang theo dõi ạ. Dạ xin chào bác sĩ ạ. Xin chào MC Thanh Giang, xin chào quý vị khán giả. Dạ trước tiên thì xin được thay mặt những người thực hiện chương trình rất là cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia để mà chúng ta có một cuộc trò chuyện như ngày hôm nay sẽ có những thông tin hữu ích để mà gửi đến quý vị khán giả. Và thưa quý vị khán giả thân mến, ở lần trước chúng ta đã cùng gặp gỡ và lắng nghe câu chuyện về một bệnh nhân đã nhiều năm gặp phải và chịu đựng những cơn đau liên quan đến vấn đề xương khớp của mình. Nhưng mà cũng đã rất may mắn là khi bác biết tới chương trình và được lắng nghe những tư vấn, những chia sẻ, những cái lời khuyên từ bác sĩ, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại nhân vật này để xem là nhân vật này có những tiến triển như thế nào quý vị nha. Quay trở lại nhà bác Võ Quang Chí vào một ngày không xa, hình ảnh bác Trí của hiện tại khiến chúng tôi thật sự rất ngạc nhiên, tinh thần phấn chấn, nước da hồng hào. Và đặc biệt là nụ cười trên khuôn mặt bác khiến chúng tôi hiểu rằng bệnh tật đã không còn đeo bám bác nữa. Mời chúng tôi vào nhà trò chuyện, bác vui mừng kể lại cuộc hành trình điều trị bệnh với chúng tôi. Bác Trí ơi! Chào cô! Chào bác! Hôm nay quay trở lại gặp bác Trí thì ảnh Nguyệt cũng rất là bất ngờ luôn mà nhìn thấy là bây giờ bác đang rất là khỏe mạnh nè, nước da khá là hồng hào luôn. Bác ơi, không biết là bây giờ cái triệu chứng đau ở khớp tay, khớp gối cũng như là đốt sống lưng của mình như thế nào rồi? Thì bây giờ thì nó không có còn hành hạ tôi như xưa nữa. Bây giờ nè, cô coi nè, tôi làm hàng ngày nè. Bây giờ tay chân tôi muốn là cắt cây, tỉa cây, rồi khi tôi bón phân cho cây, rồi tôi tưới cây. Tôi làm đủ thứ các cái mà nó không có còn hành hạ tôi như cúp trước nữa. Dạ, chúc mừng bác. Vậy thì còn về ăn uống, về sinh hoạt thì sao? Có cải thiện được nhiều không bác? Ăn thì vẫn ngon miệng, rồi ngủ thì giấc ngủ từ tối cho tới sáng, không có bị hành hạ như cúp trước nữa. Dạ, chúng ta thấy được một cái nét rất là khả quan đúng không ạ? Đúng rồi, bây giờ đem vậy tôi rất là sung sướng luôn. Bác ơi, sau khi mà mình điều trị thì mình thấy tâm lý của mình như thế nào? Cái hồi mà bác sĩ tư vấn cho tôi đó, thì tôi cũng đi ra hiệu thuốc tôi mua, đem về tôi uống. Cái chứng bệnh của tôi nó giảm rất là nhiều cô. Cái số bệnh đó nó giảm, khớp tay nó cũng giảm, chân nó cũng giảm. Thì bắt đầu cảm thấy tôi đứng dậy sao tự nhiên bữa đó nó bất ngờ. Cái là mình ngồi xuống tự nhiên sao mình đứng là được, mình không cần chống nữa. Bác Trí cũng kể thêm, ngoài việc duy trì sử dụng giải pháp đều đặn, thì bác cũng thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao. Tập những động tác nhẹ nhàng hay đi bộ vào mỗi buổi chiều để từ đó nâng cao sức khỏe của bản thân và độ dẻo dai của xương khớp. Đối với bác Trí, cuộc sống vui vẻ, yên bình này luôn là điều mà bác hằng mong ước. Vậy thì cuộc sống hiện tại bây giờ của bác đã bình thường hơn chưa ạ? Trở lại bình thường rồi cô, nó không còn gì trở ngại. Đấy, giờ tôi yêu đời lắm. Gia đình mình có mừng cho bác không ạ? Mừng chứ cô, tụi nó sung sướng lắm, nó mừng lắm chứ. Dạ, cháu xin cảm ơn bác Trí đã chia sẻ câu chuyện của mình và chúc bác là sức khỏe của mình lúc nào cũng sẽ được viên mãn như bây giờ nhé. Cảm ơn cô, cảm ơn bác sĩ và cảm ơn chương trình. Thưa quý vị, cũng như quý vị thấy thông qua đoạn video vừa rồi thì thật sự là may mắn khi mà bác Trí đã biết tới chương trình và lắng nghe những lời khuyên từ bác sĩ thì hiện tại tình trạng của bác cũng đã được cải thiện rất nhiều và những sinh hoạt thường ngày cũng đã trở lại như trước đây. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Thanh Giang xin được gửi lời chúc mừng đến bác Trí nha. Thưa quý vị khán giả thân mến, thoái hóa khớp gối là tình trạng lão hóa hoặc tổn thương ở mức độ nặng nơi sụn khớp gối và xương dưới sụn. Kèm theo đó là các phản ứng như là sưng, viêm khớp gối, giảm dịch khớp dẫn đến sụn khớp hao mòn, gây ra tình trạng cọ sát giữa xương đùi và xương chày, khiến bệnh nhân phải chịu đựng những cơn đau buốt khi mà họ vận động, làm giới hạn những cái vận động hay là biến dạng khớp gối, mất đi khả năng đi đứng bình thường.
Bệnh thoái hóa khớp là căn bệnh về xương khớp rất phổ biến, với tần suất nó sẽ tăng theo độ tuổi, và trong đó hay gặp nhất là thoái hóa khớp gối. Vậy thì tiếp tục với những câu chuyện về sức khỏe thì chúng ta sẽ cùng theo dõi cũng như là kết nối với câu chuyện của cô Nguyễn Thị Thanh Vân, 57 tuổi, trú tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối với cô Vân để xem là cô Vân đang phải gặp phải vấn đề gì quý vị nha. Chào bác sĩ cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Doctor Online. Hiện tại thì Mỹ Duyên đang có mặt tại nhà cô Thanh Vân, 57 tuổi, ngụ tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, để cùng trao đổi rõ hơn về cái tình trạng sức khỏe của cô. Và cô Thanh Vân kể từ khi mà bước qua tuổi 50 thì cô đã cảm nhận được cái sự biến chuyển xấu trong cơ thể, mà đặc biệt là cái vấn đề về xương khớp. Và 4 năm qua thì những cái trận đau về vai gáy, đau về sống lưng cũng như là về xương khớp cứ hành hạ cô mỗi ngày. Vậy thì ngày hôm nay để chúng ta hiểu rõ hơn về căn bệnh này, hãy cùng trò chuyện với cô Thanh Vân quý vị nhé. Chào Mỹ Duyên, chào bác sĩ, chào quý vị khán giả. Con được biết là cái vấn đề về xương khớp này á, là một cái vấn đề rất là phổ biến, mà đặc biệt là người Việt Nam của mình là mắc nhiều lắm. Dạ, vậy thì không biết là cô mắc cái căn bệnh về xương khớp như thế này từ bao giờ cô ha? Và tại sao mà cô lại phát hiện ra được cái căn bệnh này của mình? Cô đi Sapa chơi là cô leo lên tới cái đỉnh xong rồi cô không xuống được nữa. Nó đơ hai cái chân cô ra đau lắm, cô không đi xuống được. Thế là phải đi xuống cái cáp treo đó, cô về. Thì cô mới đi bác sĩ, cô chụp cái đầu gối là xem nó bị cái gì. Dạ. Thì bác sĩ nói là bị gai. Thành ra cô đạp xuống như này nó cứ chỏi lên, nó chỏi. Thành ra cô đau. Thì cô cũng uống thuốc, cho uống thuốc tây. Rồi cô hết thuốc tây rồi nó đau, cô lại đi tiếp. Cô uống thuốc đông y. Vậy thì cho con hỏi là khi mà cô bị đau vì vấn đề xương khớp như vậy á, cô cảm thấy là cái tình trạng lúc đầu cũng như là trong cái quá trình nó đau á, thì cái tình trạng của nó như thế nào hả cô? Cái đầu gối của cô á là nó bị chỏi lên đau lắm, không leo lên cầu thang được. Mà nó cứ kêu cùng cột, nó cứ kinh kít nè. Lúc đó là cô đau hết cả người. Đầu gối, lưng, rồi vai. Trời ơi, đi trên xe mà chú chở xuống dằn một cái như thế này là ui dồi ôi, đau lắm ông ạ, không chịu được. Uống thuốc nhưng chủ yếu lúc đó là giảm đau nhiều. Thành ra cô hết, nó đỡ đau thì là cô thôi, nhưng mà ngưng thuốc là nó đau tiếp. Vậy thì đau như vậy cô, mình có thể tự làm những cái việc gọi là sinh hoạt cá nhân hàng ngày hay là mình làm việc nhà đúng không cô? Cô không làm được. Nhất là cái tay này, ví dụ làm như này nó đau ở đây. Mà nó yếu hẳn hai cái chân cô đi, coi như là cô không được đi bình thường nữa. Vậy thì con cũng có thể là phần nào con hiểu được cái tâm lý của mình. Chắc là lúc đó bất lực lắm cô ha. Sợ chứ, mà đêm cô lo, cô ngủ không được ha. Tóc cô nó sơ xác ra. Mà bác sĩ nói cô không cẩn thận là cô sẽ bị thay khớp gối. Trời ơi, lúc đấy cô sợ lắm. Cô nghĩ là bây giờ không biết mình chữa cách nào. Vâng ạ, vậy thì những cái thắc mắc cũng như là cái câu chuyện của cô á, từ nãy đến giờ thì cũng đã được bác sĩ của Doctor Online lắng nghe theo hình thức là trực tuyến tại phim trường. Còn ngay bây giờ là sẽ là cái khoảng thời gian dành cho cô. Cô có thể hỏi những cái câu hỏi mà bác sĩ giải đáp ngay cho cô về cái bệnh tình của mình, để mong làm sao mà có một cái giải pháp để điều trị cho cô một cách tuyệt vời nhất. Xin mời cô ạ. Chào bác sĩ. Tôi muốn hỏi bác sĩ cho tôi hỏi là công việc của tôi thì chỉ ở nhà, cũng làm việc nhẹ nhàng ở nhà thôi, bán quần áo. Nhưng mà không biết làm sao mà tôi lại bị thoái hóa hết các khớp. Tôi đi khám là bệnh viện bảo là tôi các khớp của tôi đều bị thoái hóa. Thì bác sĩ cho tôi biết là lý do tại sao mà tôi lại bị như vậy. Xin cảm ơn câu hỏi của quý vị khán giả. Thì đầu tiên chúng ta đề cập tới bệnh lý thoái hóa khớp. Thì bệnh lý thoái hóa khớp là một trong những cái bệnh lý rất là thường gặp trong cái nhóm bệnh khớp. Đây là một bệnh lý mãn tính. Hàng năm, mỗi năm trên thế giới có khoảng hơn 300 triệu người mắc cái bệnh lý về thoái hóa khớp. Thoái hóa khớp là một trong những cái nguyên nhân gây tàn phế, gây hạn chế vận động nhiều nhất. Thoái khớp được định nghĩa như là một trong những cái bệnh lý gây tổn thương viêm, từ đó dẫn đến các cái tổn thương về sụn ở bệnh lý trung tâm.
Sau đó thì xuất hiện các cái tổn thương xung quanh của phần sụn, đó là cái tổn thương về các cái màng hoạt dịch, các cái dây chằng và gân cơ, hoặc là thậm chí là tổn thương các cái xương dưới sụn, gai xương vân vân. Thì từ các cái tổn thương đó hình thành nên các cái triệu chứng đặc trưng của bệnh lý thoái hóa khớp. Đầu tiên đó là cái triệu chứng đau, đau tăng khi vận động và giảm khi nghỉ ngơi là một trong những dấu hiệu đặc trưng nhất của bệnh lý thoái hóa khớp. Ngoài ra người ta còn thể xuất hiện một số các triệu chứng như là đau khi mà lên xuống cầu thang, các cái dấu hiệu lạo xạo khớp khi mình lên xuống cầu thang, hoặc là xuất hiện những cái dấu chứng như là buổi sáng ngủ dậy mình sẽ thấy cảm giác rất là cứng khớp, mình phải vận động trong khoảng 5 đến 15 phút thì các cái khớp nó mới có thể vận động một cách trơn tru được. Về nguyên nhân thì hiện nay các nhà khoa học người ta vẫn chưa tìm ra được cái nguyên nhân cơ chế bệnh sinh rõ ràng của thoái hóa khớp. Thì tuy nhiên các nhà khoa học người ta đồng tình với hai cái nhóm nguyên nhân quan trọng nhất. Cái nhóm thứ nhất đó là cái nhóm về tuổi, là sự lão hóa. Chính vì lý do đó mà các bệnh lý thoái hóa khớp hiện nay rất là nhiều người muốn hỏi là bác sĩ ơi, bệnh lý thoái hóa khớp này nó có điều trị hết không? Thì dĩ nhiên mình thấy rằng sự lão hóa nó gắn liền với thoái hóa. Vì vậy nếu mà trừ khi nào mà chúng ta tìm ra một cái phương thuốc nào đó mình điều trị được cái sự lão hóa, nghĩa mình trẻ đi, thì cái bệnh lý này mới hết được. Nên hiện nay sự điều trị các bệnh lý về thoái hóa khớp là một sự nan giải. Cái nhóm nguyên nhân thứ hai mà được các bác sĩ đồng thuận đó là tác động của cơ giới. Nghĩa là cái yếu tố ngoài yếu tố già là mình không tác động được. Thì cái yếu tố tác động về cơ giới là một cái yếu tố có thể thay đổi được. Chúng ta thấy rằng những nhóm khớp nào mà thường xuyên chịu tác động của cơ giới, mình ví dụ như ở tuổi trẻ, mình vận động nhiều quá, mình sử dụng nó nhiều quá, nó làm việc nhiều quá, thì khi càng lớn tuổi thì cái nhóm khớp đó nó có nguy cơ bị tổn thương và có nguy cơ bị thoái hóa. Như vậy, qua các nghiên cứu, người ta thấy rằng những cái nhóm khớp mà chịu tác động cơ giới nhiều nhất là những cái nhóm khớp như sau. Thứ nhất là khớp gối. Thứ hai là khớp cột sống thắt lưng. Thứ ba là cột sống cổ. Thứ tư đó là khớp háng. Thì đây là những cái nhóm khớp mà khi mà mỗi ngày chúng ta thức dậy là chúng ta đều phải sử dụng. Khi mỗi ngày ta bước xuống giường là ta phải sử dụng khớp gối. Chúng ta đứng là chúng ta phải sử dụng cái cột sống thắt lưng, cột sống cổ. Ta đi, ta di chuyển là ta sử dụng khớp háng. Như vậy những cái khớp đó chúng ta sử dụng nhiều năm, nhưng mà nếu mà mình sử dụng nó nhiều quá nhiều, hoặc là mình sử dụng mình bưng bê, mình vác nặng, hoặc mình làm sai tư thế, thì những cái khớp đó nó sẽ càng lão hóa nhanh. Thì đối với cái nhóm đối tượng này thì quý vị khán giả ở đây là một cái nghề nghiệp là thường xuyên phải đứng lâu. Chính vì lẽ đó mà những cái tác động cơ giới lên vùng cột sống cổ, cột sống lưng, khớp gối kéo dài, đó cũng là một trong những yếu tố nguy cơ làm cho cái bệnh lý dẫn đến cái yếu tố nguy cơ hình thành nên thoái hóa khớp gối ở bệnh nhân này, cũng như là thoái hóa cột sống cổ, thoái hóa cột sống thắt lưng. Ngoài ra còn có một số các yếu tố nguy cơ khác cũng có thể dẫn tới thoái hóa khớp, chẳng hạn như là các yếu tố về chấn thương, chẳng hạn như là khi mình chơi thể thao, các tổn thương về dây chằng, các tổn thương về sụn trên, thì những người gặp những cái tổn thương đó thì khi càng lớn tuổi thì người ta có nguy cơ bị thoái hóa nhiều hơn so với nhóm không chấn thương. Hoặc là những cái yếu tố liên quan tới hormone, chẳng hạn như phụ nữ mà khi lớn tuổi vào cái độ tuổi mãn kinh thì cái nồng độ estrogen trong cơ thể nó giảm đi, thì trong các nghiên cứu người ta nghiên cứu rằng nó cũng làm tăng cái nguy cơ bị thoái hóa khớp ở người phụ nữ bị mãn kinh. Cái tình trạng bệnh của tôi thì là nó bị các khớp hoặc là nó bị thoái hóa hết, nhưng mà tôi hỏi bác sĩ là có khi nào bác sĩ thấy là có nhiều người bị thoái hóa khớp giống tôi không? Chứ bây giờ tôi thấy rất là nhiều người bị, người trẻ cũng bị, người già cũng bị. Xin cảm ơn câu hỏi của cô Vân. Thì như ta biết rằng nếu như trước đây những cái đối tượng mà bị thoái hóa cột sống, thoái hóa khớp gối thường là những đối tượng lớn tuổi, tại vì bệnh này nó gia tăng theo độ tuổi. Tuy nhiên trong những năm gần đây thì tại các phòng khám về cơ xương khớp, người ta thấy rằng cái độ tuổi mà bị thoái hóa cột sống, thoái hóa khớp gối này nó càng gia tăng ở cái nhóm lứa tuổi là trẻ tuổi. Giới trẻ hiện nay thì thường người ta sẽ do cái áp lực công việc, áp lực của xã hội, người ta không có cái điều kiện để vận động thường xuyên, vì vậy gia tăng cái tình trạng giới trẻ bị thừa cân béo phì. Thì khi chúng ta thừa cân béo phì thì cơ thể mình sẽ có một cái áp lực rất là lớn lên cái hệ thống khớp. Những cái người mà tăng cân thừa cân thì ta sẽ gánh một cái gánh nặng cơ thể rất là nhiều lên cái vùng cột sống lưng, cột sống cổ, hoặc đặc biệt là cái khớp gối. Chính vì lẽ đó mà các bệnh nhân mà bị thoái hóa khớp ngày càng gia tăng ở lứa tuổi trẻ. Cái vấn đề thứ hai đó là trả lời câu hỏi của quý vị khán giả, đó là làm sao để kiểm soát được cái bệnh lý thoái hóa khớp này. Thì đầu tiên để kiểm soát được bệnh lý thoái hóa khớp, chúng ta nhất thiết chúng ta cần phải đi khám. Đôi khi nhiều người lầm tưởng tôi thấy tôi đau, các cái triệu chứng giống như ông bác sĩ mô tả quá, đau tăng khi vận động, giảm khi ngơ vân vân, thì người bệnh thường tự chẩn đoán cho mình là bệnh lý thoái hóa khớp, sau đó lại nghe những cái lời những người xung quanh mua các cái loại thuốc không đúng loại về uống.
Như vậy cái mấu chốt ở đây là thứ nhất mình phải cần đi khám càng sớm càng tốt, khi xuất hiện những cái dấu chứng bất thường gây đau nhức hay là những cái biến dạng khớp vân vân thì mình cần phải đến khám bác sĩ chuyên khoa để người ta chẩn đoán ra cái bệnh lý. Thứ hai đó là phải điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Trong bệnh lý thoái hóa khớp thường đây là bệnh lý mãn tính nên các bệnh nhân thường hay bỏ cuộc. Người ta nghĩ sao thuốc này mà bác sĩ cho uống hoài mà nó hết nhưng mà ngưng thuốc nó lại còn, nó bị lại. Thì đó là do cái quá trình bệnh lý mãn tính. Người ta không hiểu rằng những bệnh lý này chúng ta cần phải kiểm soát lâu dài. Như vậy thường là sẽ bỏ dở và người ta sẽ tự tìm kiếm các loại thuốc trên mạng. Thứ hai đó là chúng ta cũng cần phải thay đổi trong cái lối sống. Như vậy trong cái lối sống hàng ngày chúng ta khi mà mình bị tổn thương thoái hóa khớp gối thì mình cần sẽ tránh những động tác xấu như sau. Thứ nhất là tránh mang vác nặng để tạo một cái áp lực lên khớp gối. Hoặc là mình giảm cân, nếu mình có thừa cân béo phì mình phải giảm cân lại để mình tránh áp lực lên khớp gối. Hoặc là mình có những tư thế sai trong làm việc. Chẳng hạn nhân viên văn phòng người ta làm việc, người ta có thể ngồi trước máy tính trong vòng từ 3 đến 4 tiếng liên tục mà không cần phải rời khỏi ghế. Thì như vậy thì khi đó cái vùng cột sống cổ, vùng cột sống thắt lưng nó chịu một áp lực liên tục. Mình cũng cần phải có những cái môn thể dục mà mình thích. Nghĩa là khi mình tập một cái môn thể thao mình thích thì mình sẽ làm đốt cái calorie dư thừa trong cơ thể, ngăn ngừa cái nguy cơ béo phì. Trong cái việc chọn cái môn thể thao cũng rất là quan trọng. Đối với những người đã thoái hóa khớp gối rồi hoặc là thoái hóa cột sống lưng thì mình lựa chọn những cái môn thể thao nhẹ nhàng, tránh những cái vận động quá mạnh. Những cái môn mà nhẹ nhàng mình có thể tập đó là đi bộ, đạp xe đạp hoặc là bơi lội. Cái chế độ ăn cũng rất là quan trọng. Chẳng hạn đối với những người mà bị thoái hóa khớp thì mình kiêng cử những cái thức ăn mà nó làm gia tăng tình trạng viêm. Chẳng hạn như những đồ ăn mà có chứa nhiều đồ béo ngọt thì nó sẽ làm gia tăng tình trạng viêm. Ăn những cái loại mỡ động vật hoặc là ăn những cái thức ăn ngọt thì nó kích thích cái phản ứng viêm trong cơ thể, làm cho cái khớp nó viêm nhiều hơn và bệnh nhân sẽ đau nhiều hơn. Mình cứ thử sử dụng các cái loại thực phẩm mà nó tốt cho khớp, như là những cái chất mà chống oxy hóa, như là các loại thực phẩm có chứa nhiều vitamin C như là cam, táo, lê, quýt. Thì trong vitamin C nó có chứa cái tính chất là kháng viêm, chống cái tình trạng oxy hóa. Tại vì mình biết rằng thoái hóa khớp là do quá trình lão hóa, thì vitamin C nó có tác dụng là chống lão hóa, chống cái sự oxy hóa ra. Đó. Thì hoặc là mình sử dụng các thực phẩm mà bổ sung cái vitamin D và canxi, nó cũng tốt cho xương khớp. Để bổ sung vitamin D thì mình có thể buổi sáng mình không cần phải dung nạp bằng đường uống mà mình có thể tắm nắng. Đây là cái điều mà rất nhiều người thành thị thiếu sót. Người ta không có một cái thói quen tắm nắng để hấp thụ cái vitamin D từ ánh nắng mặt trời. Khi mình tắm nắng thì cái ánh nắng tốt nhất là trong khoảng từ 6 giờ đến 9 giờ sáng. Trong đó cái thời điểm đó thì ánh nắng nó không quá mạnh và nó không có những cái tia UV có hại cho cơ thể. Thì khi đó cơ thể mình sẽ hấp thu cái vitamin D rất là tốt. Vitamin D là một trong tiền đề để cho cơ thể mình hấp thu canxi. Tại vì mình không có vitamin D thì cho dù mình có sử dụng, mình dung nạp rất nhiều canxi trong cơ thể thì nó cũng không hấp thu được. Thì đó là cho vấn đề thay đổi về lối sống. Thì khi mà để chẩn đoán kiểm soát tốt cái bệnh lý thoái hóa thì thay đổi về lối sống, chẩn đoán và điều trị tốt theo cái phác đồ điều trị là cái bước mấu chốt. Bác sĩ cho tôi hỏi là bây giờ tôi muốn chữa cái bệnh khớp của tôi á thì bằng cái cách nào? Chứ tôi cũng chữa nhiều lắm, thuốc uống rất là nhiều, xong cứ hết thuốc thì nó lại bị. Bây giờ có cái giải pháp nào á bác sĩ chỉ cho tôi? Chứ trăm mấy năm qua tôi cũng đi chữa nhiều và uống nhiều loại thuốc, tiền thì cũng tốn nhiều. Cảm ơn bác sĩ. Thì như tôi nói, để điều trị hiệu quả các bệnh lý về xương khớp, đặc biệt là bệnh lý thoái hóa khớp, thì ngày nay mục tiêu điều trị của thoái hóa khớp có những cái mục tiêu như sau. Thứ nhất, đầu tiên đó là người ta phải điều trị các triệu chứng. Nghĩa là cái triệu chứng đau, cái triệu chứng khó chịu, cứng khớp là cái triệu chứng mà bệnh nhân thường khiến bệnh nhân phải đến khám. Có nhiều người thoái hóa khớp rất là đau, đặc biệt là đau ở giai đoạn nặng, người ta đau về ban đêm, người ta không ngủ được. Đó là một cái triệu chứng cấp thiết. Để điều trị đau thì trong Tây y người ta sử dụng các phương pháp về vật lý trị liệu, chẳng hạn như là sóng ngắn, điện xung tác động lên cái vùng khớp. Hoặc là mình có thể điều trị các cái thuốc giảm đau nếu mà các phương pháp vật lý trị liệu không đáp ứng. Hoặc là các bệnh lý sử dụng cái corticoid. Ở mức độ nặng thì có một số bác sĩ người ta sử dụng corticoid. Thì corticoid là thuốc kháng viêm rất là mạnh nhưng mà cái tác dụng phụ cũng rất là nhiều. Chẳng hạn nó sẽ tác động lên hệ tiêu hóa như viêm loét dạ dày, tác động lên hệ tim mạch, sẽ làm tăng huyết áp, có thể làm loãng xương hoặc làm tăng cái nguy cơ đái tháo đường, làm tăng cái đường huyết trên bệnh nhân đái tháo đường. Thì đó là một số cái tác dụng phụ của các cái thuốc y học hiện đại giúp điều trị đau. Ngoài ra thì người ta sử dụng một số các cái phương pháp, dùng các thuốc hỗ trợ để bồi bổ xương khớp, làm chậm đi cái quá trình thoái hóa khớp. Ngoài ra người ta còn có thể sử dụng các cái phương pháp y học cổ truyền
để phối hợp với y học hiện đại để phát huy cái hiệu quả của y học cổ truyền. Các loại thuốc y học cổ truyền nó có một đặc điểm rất là hay, đó là những cái tác động của nó lên các bệnh lý khớp vừa có tác dụng là giảm đau và không tác hại lên cái hệ tiêu hóa. Cái thứ hai nữa là có thể bồi bổ các sụn khớp, có thể sử dụng một cách lâu dài. Thì ngày nay cùng với sự phát triển của khoa học thì người ta thấy rằng các cái vị thuốc y học cổ truyền cũng được đánh giá về tác dụng rất là hiệu quả. Thứ hai nó là người ta cũng chiết xuất được những cái hoạt chất trong các cái vị thuốc y học cổ truyền rất là tốt, lấy được hoàn toàn những cái hoạt chất quý báu ở trong các cái vị thuốc đó ra. Theo như tôi biết thì gần đây các một cái nghiên cứu tại Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam thì các cái nhà khoa học đã thực hiện một cái nghiên cứu trong vòng 6 năm trên cái cây địa liền, và người ta tìm ra được cái hoạt chất đó là KGA1. Thì cái hoạt chất KGA1 này nó có tính chất là kháng viêm giảm đau rất là tốt, giống như nhóm thuốc kháng viêm non-steroid bên y học hiện đại. Tuy nhiên với cái liều điều trị thông thường thì nó lại không gây tác động lên hệ tiêu hóa cũng như là lên hệ tim mạch giống như cái thuốc y học hiện đại. Người ta còn thấy là cái liều giảm đau của nó tương đương với idomethacin, là một nhóm thuốc NSAID, hoặc là efferagan, nó là cái gốc của nó là paracetamol, cũng là một cái thuốc giảm đau thường sử dụng trong các bệnh lý về cơ xương khớp. Ngoài ra thì các nhà khoa học người ta còn kết hợp KGA1 với bài thuốc đông y, đó là độc hoạt tăng ký sinh và cái hoạt chất collagen type 2. Trong đó ta phải nói cái bài độc hoạt tăng ký sinh là một trong những cái bài thuốc y học cổ truyền kinh điển, người ta rất là thường sử dụng trong điều trị các bệnh lý về cơ xương khớp, đặc biệt là cái thể phong hàn. Cái đặc tính đó là trong các bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh thì có các thành phần như là độc hoạt tăng ký sinh, tế tân tần giao, quế chi, ngưu tất, đỗ trọng, vân vân. Đây là những thảo dược rất là quý trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp, có tác động là khu phong tán hàn, thông kinh lạc. Ngoài ra cái thành phần collagen type 2 thì nó có tác dụng là bổ trợ sụn khớp, bồi bổ cái sụn khớp, giúp phục hồi cái sụn khớp, hạn chế những cái đợt cấp của bệnh khớp, nghĩa là những trong bệnh lý khớp thì nó có những đợt đau cấp tính trên một cái nền mãn tính. Thì khi đó khi mình sử dụng cái loại thuốc này thì nó có thể hỗ trợ tránh cái tình trạng là xuất hiện những đợt cấp tái phát trên nền mãn tính. Thì nói tóm lại thì sự kết hợp của ba cái thành phần, thứ nhất đó là cái KGA1, thứ hai đó là bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh, thứ ba đó là thành phần collagen type 2. Thì khi mà ba thành phần này kết hợp với nhau thì nó sẽ tạo nên một cái tác dụng hiệp đồng. Nghĩa này là nó sẽ có được tác dụng của tình trạng kháng viêm giảm đau. Thứ hai nó là có tác dụng đó là phục hồi được cái sụn khớp, bồi bổ được cái sụn khớp, tránh cái nguy cơ tái phát. Đó, tạo nên một cái kiềng ba chân, nó giúp đáp ứng trọn vẹn cái mục tiêu để hỗ trợ điều trị trong các bệnh lý về cơ xương khớp. Tôi cũng cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ cũng giải cho tôi một cái giải pháp để chữa cái bệnh xương khớp của tôi. Xin được cảm ơn bác sĩ rất là nhiều vì đã giải đáp những cái thắc mắc đến từ cô Vân. Và con cũng xin được cảm ơn cô Vân rất là nhiều vì câu chuyện ngày hôm nay mà cô đã mang đến chương trình. Con hy vọng rằng là sau một cái thời gian nữa thôi, con gặp lại cô thì con sẽ thấy cô Vân thực sự là khỏe mạnh, rồi những cái trận đau xương đau khớp như thế này nó không còn hành hạ cô mỗi ngày nữa. Dạ, và ngay bây giờ thì để tiếp tục chương trình, xin được mời tất cả quý vị sẽ cùng quay trở lại với trường quay của Doctor Online. Dạ thưa quý vị khán giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe câu chuyện của cô Vân, cũng như cùng với cô Vân chúng ta đã được lắng nghe những cái chia sẻ rất là hữu ích và quý báu từ phía thạc sĩ bác sĩ Lê Trung Nam rồi đúng không nào? Thì Thanh Giang hy vọng là trong thời gian sớm cô Vân sẽ sớm lấy lại được sức khỏe của mình cô nha. Và quý vị khán giả thân mến, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một tiểu phẩm sau đây ạ. Khương Thảo Đan hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Sếp ơi, sếp ký giùm em cái tờ đơn xin nghỉ việc để ngày mai em đi khắp thai. Cái gì? Cô nói gì vậy? Cô còn sanh được hả? Ủa em đâu có sanh đâu. Chứ cô mới nói cô đi khám thai. Trời ơi, em xin lỗi, em nhầm. Em đưa con gái em đi khám thai, tự nhiên bây giờ báo là hình như có thai rồi, mẹ ơi, trời quảng hồn hết luôn à. Trời ơi, cô Lan ơi, cô lớn rồi, ăn nói gì cho nó có đầu có đuôi đàng hoàng. Vô nói tùm lum tùm la, tôi không hiểu gì hết, hết hồn hết trơn à. Thì đó, nó thấy nó không ổn cho nên em cũng lo quá à. Thôi sếp ký giùm em đi nha. Rồi ngày mai em xin đi khám. Phải có chữ ký của sếp em đưa bên phòng nhân sự, nó mới không có làm khó làm dễ. Với lại ký đi để em làm bằng chứng. Bằng chứng cái gì bằng chứng? Cô nói gì vậy? Quên, hả? Bộ tôi nói tôi ưa gạt cô lắm sao mà cái gì mà tất cưới với cô lắm sao mà. Em xin lỗi, tự trên phòng nhân sự nó hay làm khó. Ủa, em. Yeah. Sếp bị cái gì vậy? Nè, sếp uống miếng nước đi. Bộ sếp sắp đột quỵ hay sao vậy? Thôi, dạo này đột quỵ nhiều lắm nha, tự nhiên đang khỏe sân sân vậy cái lăn ra chết nha. Đột quỵ ở đâu tôi không thấy chứ tôi thấy dạo này cô vô duyên nặng lắm á. Sếp bị cái gì? Trời đất ơi, tôi bị
thối quá, khớp gối rồi khớp tay đau nó nhức cho nó trái gió trở trời một cái là chịu không thấu, tối ngủ không có được. Vậy hả? Sao sếp không nói sớm? Trời ơi, ba cái vụ xương khớp này em rành một cây luôn. Rành gì? Sao cô có bị hay sao mà cô rành? Em chưa bị, nhưng mà chắc tương lai cũng bị. Cái nhưng gì mà vậy? Yên tâm đi, em rành rồi là em sẽ không bị. Sếp biết sao không? Tự vì ba em á, trước kia cũng bị y chang như sếp vậy đó. Trời ơi, tội nghiệp lắm, tối á, đau nhất khắp người không có ngủ được. Rồi viêm khớp gối nè, đi đứng khó khăn, toàn đi cà nhắc không đó. Chưa kể nha, mà đi cầu thang kêu cái chân đầu gối nó kêu lột 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 vậy đó. Vậy hả? Mà giờ ngon lành rồi. Bây giờ hả, sáng nào cũng đi tập thể dục đạp xe đạp, đạp mấy chục cái số luôn. Ủa? Hay không? Vậy ba cô có bí quyết nào mà điều trị hay quá vậy? Bí quyết gì? Cái này là phải có giải pháp điều trị rõ ràng. Vậy hả? Dạ. Cái giải pháp này là hay lắm nha sếp. Giải pháp từ thảo dược thiên nhiên với hoạt chất KGA1 của Viện Hàn Lâm. Vì là thảo dược nên nó vô cùng an toàn với đường tiêu hóa của mình. Nó có tác dụng giảm đau nè, chống viêm rất là hiệu quả. Đặc biệt nó được ví như một cái kiềng ba chân trong mục tiêu hỗ trợ điều trị bệnh xương khớp đó sếp. Mang lại giá trị lâu dài cho người bệnh luôn á, hay lắm. Nghe cô nói á cũng có lý đó. Nhưng mà cái giải pháp này khi mình dùng á có cần lưu ý gì không? Ngoài dùng đầy đủ và đúng liệu trình của giải pháp thì sếp cũng nên kết hợp ăn uống những thực phẩm giàu chất omega 3 nha. Rồi giàu vitamin nè, rồi có chế độ tập luyện thể dục thể thao hợp lý nhẹ nhàng để duy trì được một sức khỏe tốt. Vậy là tốt quá rồi. Cảm ơn cô nha. Cô đã gỡ được cái điểm vô duyên với hấp tấp của cô rồi đó. Sếp này. Thôi, cái đơn xin nghỉ việc này á. Dạ, sếp ký giùm em. Khỏi ký. Không, để tôi điện thẳng lên phòng nhân sự. Mai cô có thoải mái chở con gái cô đi khám thai. Nhưng mà nhớ đừng trừ lương em nha. 730 không à. Dạ, cảm ơn sếp. Thưa quý vị khán giả thân mến, như vậy tiểu phẩm vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Doctor Online ngày hôm nay. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ Lê Trung Nam đã có những cái chia sẻ rất là hữu ích đến với chương trình, đặc biệt là quý vị khán giả đang theo dõi ạ. Và hy vọng là cô Vân cùng với những khán giả nào chúng ta đang phải gặp phải cái vấn đề tương tự, sau khi nghe xong những chia sẻ từ phía bác sĩ thì quý vị khán giả cũng như cô Vân chúng ta đã có thêm những cái thông tin hữu ích cho mình để giúp ngăn ngừa cũng như là điều trị bệnh một cách hiệu quả nha. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn viên xương khớp Khương Thảo Đan của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Minh đã đồng hành với chương trình ngày hôm nay. Và quý vị khán giả thân mến, nếu như quý vị có những thắc mắc liên quan đến chủ đề ngày hôm nay hoặc là những quan tâm hiện tại của quý vị về chủ đề sức khỏe nào thì quý vị có thể gọi điện về số hotline đang hiển thị trên màn hình và đội ngũ chuyên gia của chúng tôi cũng luôn sẵn sàng để mà giúp quý vị giải đáp những thắc mắc quý vị nha. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ Lê Trung Nam một lần nữa. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi chương trình đến giờ phút này. Thay mặt những người thực hiện chương trình, mình chúc cho quý vị chúng ta sẽ có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Còn bây giờ Thanh Giang cùng với thạc sĩ bác sĩ Lê Trung Nam xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau. Khương Thảo Đan, hân hạnh đồng hành cùng chương trình.